Xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Kiến Trúc CG. Hiện nay Cường đang có mặt tại Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc nha quý vị các bạn nhé. Phía sau của Cường đây đó chính là một trong những cái công trình mà bên mình tư vấn thiết kế cho nhà anh Nguyễn Đăng Sơn. Thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau là xem qua những cái giải pháp không gian cũng như là cái tiến độ của cái công trình lần này như thế nào để cho các bạn có thể nắm bắt và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình nha quý vị và các bạn nhé. Thì đầu tiên ý, thì đối với mỗi một cái công trình này thì chúng ta cần phải tính toán làm sao để cho nó phù hợp với lại cái thế đất, phù hợp với lại cái khu đất của chúng ta. Ví dụ như là cái thế đất của cái công trình lần này là từ mặt bên này sang bên này nó rơi khoảng 21 mét và tính từ cái phần cột kia đi vào bên trong nó rơi vào khoảng tầm 14 mét nhé quý vị các bạn nhé. Vậy thì cái bài toán mà chúng ta cần đưa ra ở đây làm sao để cho thứ nhất là cái phần mặt tiền của công trình này nó đẹp, và cái thứ hai nữa là chúng ta vẫn đạt được cái yêu cầu về cái không gian đó. Thì về cái yêu cầu về không gian của công trình lần này là 5 phòng ngủ và một phòng khách cực kỳ là rộng rãi, với một không gian bếp riêng, một không gian khu vực để xe, sân ướt đó. Thế thì bên mình sẽ giải cái bài toán này như thế nào. Đầu tiên ấy thì đây chính là cái khu vực cái kiêu gạch này. Cái kiêu gạch này thì tới đây thì chúng ta sẽ bố trí cái cổng ở đằng này, phần trước kia sẽ có một cái bức bình phong, và phía ở đằng sau này, phía ở đằng trong này thì đó chính là cái phần nhà. Đằng trước này thì bên mình sẽ để thụt lại được rơi khoảng tầm 5 đến 6 mét nhé các bạn nhé, để chúng ta có được một cái khoảng không gian phần sân, sau này mà chúng ta có công có việc gì chúng ta sẽ ngồi hết ở đây. Thế còn ở phần bên kia đó chính là cái không gian bếp, ở đây là cái không gian phần sân ướt nhé các bạn. Thì chúng ta sẽ cùng nhau là đi vào bên trong để chúng ta xem cái công trình lần này. Đầu tiên ấy thì về phần mặt tiền thì hiện nay là cái công trình đang sơn toàn bộ là theo cái tông màu là màu nâu, kết hợp với bên trên là chúng ta đang sử dụng làm mái ngói. Thì ngói ở đây hiện nay là bên mình đang sử dụng ở đây đó chính là cái ngói Đông Triều Hạ Long nha quý vị các bạn nhé. Cột thì là hiện nay là đang cột là 600 và cao là 3,2 m nhé các bạn. Đấy, nhà thì cao 3,9 m. Toàn bộ cái diềm đèn này là đèn ống bơ, đèn ống bơ. Đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một chút nhé các bạn đi. Ok. Cái phần sân này thì là sẽ cao hơn cái phần mặt đường này, nó rơi vào khoảng tầm 20 phân quý vị các bạn nhé. Và phần bên này là chúng ta là bậc thì chúng ta làm là 5 bậc. Phần bên này chúng ta làm 5 bậc. Gia chủ có một cái cây nhãn ở đây, cái cây nhãn ở đây nên là các bạn chưa nhìn được cái phần mái thôi. Nếu mà không chúng ta sẽ nhìn được cái phần mái, công trình sẽ rất là đẹp. Ok, mình sẽ đi vào từ bên hông nhé các bạn nhé, cho các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đứng vào bên hông ấy thì là đây chính là cái khu vực để chúng ta đi xe vào này, đi vào mở cửa cái chúng ta sẽ đi vào bên trong này, thì đây chính là khu vực nhà để xe và cái sân ướt nhé các bạn. Thế còn là ở bên kia kia là có một cái bể phốt này, bên ngoài kia một cái bể phốt nhé các bạn nhé. Đấy, thế còn đây chính là cái phần cột này, tất cả các cột này thì đều là làm phào lõm hết, còn bên ngoài này làm lồi ra. Còn cái đoạn này thì chúng ta sẽ có cái văng nó nhô ra bên ngoài như này thì mưa ở trên cái dãy mái kia nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái phần cửa sổ của chúng ta nhé các bạn nhé. Các bạn cần phải tính toán làm sao cho nó phù hợp. Nếu mà những cái góc mái kia mà các bạn tính toán không phù hợp ấy, là mưa to là nó sẽ xối vào trực tiếp trong cái cửa các bạn đấy các bạn ạ. Nên là tất cả những cái mà khi mà mình làm thì mình đều phải tính hết nhé các bạn nhé, tránh những hiện tượng mà cái công trình của chúng ta nó không đảm bảo. Thế còn phần dưới này sau này chúng ta sẽ ốp gạch, còn lối lên bên này chúng ta làm 5 bậc. Thì là mình xin phép là mời các bạn vào bên trong. Đây là cái không gian phòng bếp nhé các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ đi bên này vào đi ạ, để cho nó dễ. Đối với lại nhà ở quê ấy, thì là chúng ta thường thường ấy, là cái không gian bếp thì chúng ta sẽ làm tách riêng. Đây em quay vào bên trong này cho các bác xem. Đây cái không gian bếp thì chúng ta sẽ tách riêng, tức là chúng ta sẽ làm ngay một cái phòng bếp ở đây riêng, mà chúng ta có thể ăn ở đây, ăn ở trong cái phòng bếp này, nó không bị mùi lên trên cái không gian ở của chúng ta nhé các bạn nhé. Còn là cửa rất là thoáng, đằng sau này cũng có một cái sân ướt, và đây có hai phòng vệ sinh ở phía đằng sau. Thì các bạn kết hợp với lại cái 3D, tức là đằng này chúng ta cũng sẽ có một vệ sinh, một xí, một tắm này. Đó, đây là một xí ở đằng sau và đây là một tắm. Thế còn là trong các cái phòng ngủ sẽ có các cái phòng có vệ sinh, tất cả hai phòng này đều có vệ sinh này. Ở đây chúng ta có một cái hành lang đi vào bên trong. Đây chúng ta được một phòng ngủ này, chúng ta bắt đầu đếm nhé các bạn nhé, 5 phòng ngủ à. Ở đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ này, các phòng ngủ này đều đạt được 10 mét vuông hết, hai phòng ngủ này, và ở đây chúng ta sẽ có là 3 phòng ngủ. Cái phòng ngủ này có vệ sinh ấy, thì là đối với cái phòng ngủ này thì là bên mình sẽ làm cái cửa làm mở ra đây. Đấy, các bạn hạn chế hết mức là cửa này mở trực diện vào nhà vệ sinh nhé các bạn nhé. Thì chúng ta mở ra thì chúng ta thấy một bức tường nó không ảnh hưởng gì đến phong thủy cả. Thế còn là trong này chúng ta bố trí được một xí một tắm, đây một xí một tắm này, một xí một tắm cho cái công trình đó. Đây nước này, bên này là chúng ta sẽ bố trí ở đây là bồn rửa tay.
Bên trong này là xí, chỗ này chúng ta là tắm cho một cái phòng ngủ như này. Đây là một cái phòng ngủ. Do ấy, lần trước ấy là cái phòng này này, cái đoạn này này là bên mình thiết kế là đẩy ra bên ngoài là 1 mét, tức là 60 phân, tức là ở đoạn này chúng ta vẫn còn để chúng ta mở cửa, nhưng mà gia chủ lại đẩy sát đất vào, thế nên là cái phòng này bị không có cửa sổ nhé các bạn nhé. Nhưng mà không bao giờ bị bí đâu các bạn ạ, vì là thứ nhất là có hun mùi, thứ hai nữa là hành lang cửa này mở rất là to này. Tiếp theo thì chúng ta vào đây là cái không gian phòng khách. Thì phòng khách lần này ấy, thì là chúng ta sẽ có hai cái phần trần, đây là phần trần ô vuông trên này, và phòng này nó được khoảng tầm 30 mấy mét vuông, rất là rộng rãi như các bạn nhé. Và toàn bộ đèn chúng ta đã là chạy vòng quanh như thế này hết đó, đèn chạy vòng quanh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây là một cái không gian phòng thờ được 10.8 mét. Thì thường ấy, để không gian phòng này, các bạn sẽ nâng cái cốt phòng thờ lên cho mình, nâng cái phốt phòng thờ lên là 10 phân đó, 10 phân, không thì chúng ta có thể để bằng như thế này nhé các bạn nhé. Còn bên này chúng ta cũng được một phòng ngủ, hai phòng ngủ, và chúng ta có các phòng ngủ, hai phòng ngủ này đều có cái phòng vệ sinh các bạn nhé. Đấy chính là cái công năng của cái công trình lần này. Thì đây chính là cái bộ hồ sơ của bên kiến trúc SG. Đây ạ, bác thợ làm nhiều nó nát mất rồi. Ok, đây các bạn nhìn đây, các bạn dễ hình dung. Đây chúng ta có một cái phần phòng này là phòng khách này, phòng thờ này, ngủ. Đó, và đây chúng ta có một phòng bếp nha các bạn. Đây là cái khu vực chúng ta làm để xe, đây là cổng, đây là hàng rào. Đó. Thì tất cả những cái bản vẽ của bên mình ấy là đều hồ sơ chi tiết hết. Giả dụ nhá. Ví dụ như là bản vẽ phần mái phần trần thì chúng ta sẽ có là bản vẽ phần mái này. Đó, các đơn vị chỉ vẽ sơ bộ là nguyên phần mái này thôi. Thế nhưng mà bên mình sẽ vẽ rõ cho các bạn là thống kê bao nhiêu viên ngói này. Đó, bao nhiêu cái cây trống này, khoảng cách các cây trống, ví dụ như là cây C1 này, đây là cái cây C1. Đó, đây là cây C1 thì là cao là 800. Đấy, cây C3 này, cây C3 này là cao là 250. Đó. Thì tất cả này chúng ta đều có này, hai bản cây vịt kèo này đều chuẩn hóa 100% về bản vẽ nhé các bạn nhé. Đó, và tiếp theo là cái lito này, thống kê rất chi tiết xem bao nhiêu cái lito luôn, hướng dẫn quá trình mà chúng ta thi công một cái công trình và bóc tách hết cái vật tư vật liệu ra. Những cái chi tiết khó, cửa giả này chuẩn hóa 100% phong thủy. Còn những cái chi tiết như đây, cột đây, đây ví dụ như chi tiết cột này thì đều được mô phỏng hóa chữ 2D, cắt mặt cắt 3D. Đó, đây chi tiết cột sảnh đây ạ. Đây là cột sảnh và mặt cắt. Và đây là chính là cái chiều cao là 3m2, rộng là 600 nhé các bạn nhé. À, vừa rồi thì là mình đã chia sẻ cho các bạn về cái công trình lần này ở thành phố Phúc Yên. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế thi công thì các bạn có thể là kết nối Zalo với bên kiến trúc HCG, thì bên HCG sẽ tư vấn cho các bạn nhé các bạn nhé. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.